Tortilla kẹp thịt và rau. Mình làm nhanh đơn giản cho thằng cu nó ăn sáng và thêm một phần cho nó đem đi học. Hôm nay mình làm món đơn giản với thịt heo và cái bánh tortilla. Một muỗng tiêu, một tỏi, một xíu bột nêm, tương ớt, một chút tương cà, ớt, chân bơ, xíu hành lá tươi, một muỗng nhỏ. Chảo nóng rồi, cho này vô ha. Cái bánh này sắp cái miếng này. Các bạn làm miếng này lửa lớn trong vòng 3 phút, lửa nhỏ trong vòng 3 phút. Mình múc nó lên, xong rồi mình ấp nó lại. Mình ấp nó lại, lật ngược nó lên. Chiếu bơ lên. Là xung phô mai. Thêm một ít rau lên. Múc nó ra dĩa. Mình bắt chi leo vô mà ăn thôi. Đó. Món này cho thằng cu đi học. Đó. Kẹp lại. Đó.